Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình cập nhật thông tin trở về quê hương, với quê hương nhờ ơn bác và đảng mình khai quang xây dựng vùng kinh tế mới. Đây là công trình của mình suốt hơn một tháng nay. Một tháng nay mình làm cũng ráo riết, mình đã làm được con đường đi vô. Mấy hôm làm chưa xong, xe máy cày mình xuống nó chúi đầu cũng mấy lần, phải thuê xe cẩu, xe kéo nó lại kéo lên phụ. Bây giờ rồi coi như là tạm ổn. Nó đây là công trình của mình, là cái ao cá mình, đây là ao cá Bác Hồ. Mình sẽ tăng gia sản xuất, nhờ ơn bác và đảng mình luôn phấn đấu khai quang và xây dựng vùng kinh tế mới phát triển không ngừng đó, tạo công ăn việc làm cho những người lao động phổ thông để họ có cuộc sống ổn định hơn, và mình cũng có được miếng cơm, họ cũng có được bát gạo để họ ăn, cuộc sống mưu sinh mà. Đấy, các bạn thấy nơi đâu mà cũng phải làm, về với quê hương cũng vậy, mình cũng phải làm hòa mình vào cái cuộc sống. Thì ở Việt Nam cũng thấm thoát, mới đây thì cũng sắp sửa Tết Nguyên Đán rồi. Đây, các bao này các bạn thấy mình mới thả 400 con cá chẽm, 500 con cá phi, 100 cá điêu hồng. Tại vì nghe nói cá chảm, cá chẽm thì nó có cái kinh tế rất là cao. Mà mình nuôi cá phi nó sống nước lợ. Nuôi nó để đặng cho nó đẻ ra, đặng cho mấy con cá chẽm nó mốt ăn. Người ta chỉ mình nuôi vậy đó. Rồi mình thả thêm cá điêu hồng nữa. Các bạn thấy hôm nay mình xây ngon lành à. Mình cũng tranh thủ thời gian là vàng bạc. Hôm nay mình cập nhật để anh chị các bạn thấy vùng đất khai quang của mình ngày nào hôm nào chỉ là đầm lầy thôi nha. Từ những đầm lầy, ao hồ, mà bữa nay mình đã khai quang, mình trồng được dừa, mình trồng cóc, trồng mít, mình trồng khế này, khế thái nè. Mít đó là mít, cây này là cây mít không không hạt. Dừa này dừa Malaysia, cây đu đủ này, ở quên rồi, cây vú sữa này là vú sữa tứ quý, có trái 4 mùa. Đây này, dừa Malaysia. Đây là cây táo tàu, còn đây là cây ổi tím. Mình trồng mỗi thứ một cây. Đây là cây sồi Úc, các bạn biết cây sồi Úc, cái trái trái nó hồng hồng quá. Còn đây là cây chôm chôm Indo. Mình sẽ còn trồng nhiều thứ, mình canh tác lấy ngắn nuôi dài. Đây là cây cóc thái, đây là cây cóc thái đó các bạn. Cóc cũng có trái rồi đó. Còn đây là cây mãng cầu Malaysia. Còn này là cây mít, này là cây mít, này mít mít còn đây là cây sồi này, sồi Úc. Các bạn thấy những người lao động, người ta cần cù, người ta phấn đấu, người ta chịu khó làm. Các bạn thấy không, các em này rất là chịu khó, họ làm, phải họ làm theo sản phẩm, họ làm nhiều thì họ kiếm được nhiều tiền thì đó, mà họ cần cù kia là họ làm, phải nói là rất là chịu khó, phải nói là nể phục, họ không ngại khó các bạn. Chỉ có mấy cái đám chống cộng, mấy cái đám dân chủ cũ nó lên mạng, cái đám lười lao động ngồi đó cứ nhìn những cái nan đề của đất nước, ngồi đó cứ xuyên tạc rồi cấu kết với cái đám diệt tân hải ngoại, cái đám ngụy nô, cái đám ô hợp hải ngoại, cái đám Tân Thái rồi Benny Chương, Lý Sào Phạm rồi rồi cái thằng Quy gì đó, thằng Trương Quốc Quy cùng cùng điên điên, các bạn thấy không? Trong khi đó ở đất nước người ta làm việc không, người dân lao động họ phấn đấu, các bạn Tết cần kề người ta không ngại gian khổ để đặng mà cùng chung xây dựng đất nước. Mà tụi cái đám chống cộng, cái đám dân chủ cùi bây giờ nó có mấy cái đám trí thức nửa mùa lên mạng, bắt đầu bức xúc xuyên tạc chống phá cơ chế,
rất là bao lòng, toàn là thứ đạo đức giả. Các bạn thấy mấy thành phần đó, những người lao động như thế này, người ta phấn đấu, người ta không than, người ta tìm mọi cách để đặng mưu sinh, chính phủ tạo cơ hội để cho người dân có công ăn việc làm mà đời sống kinh tế được ổn định. Các bạn thấy trời nắng trời mưa gì họ cũng cố gắng, họ rất là siêng năng. Đấy, người ta làm chiều người ta về, cuộc sống gia đình quây quần bên nhau. Còn mấy cái đám khóc he Việt Tân hải cộng hải ngoại dân chủ phủ gì nó lên trên mạng chèn ơi, nó khóc cho những người lao động như thế này nó khoảng, mà người ta đâu có than đâu. Mấy thành phần đó tôi nói các bạn mà ra đường mà gặp dân lao động phổ thông, như tại vì họ dốc hết sức lực họ làm ra mà đường mà kiểu mà mình đấu tranh mà kiểu mà nửa mùa dân nó bập tay không còn cái răng để ăn cháo. Tôi nói thật, người dân Việt Nam họ sống họ cũng thực tế lắm, nhưng những người lao động đó, kiểu mà chỉ tay năm ngón ngồi đó cái phê bình chỉ trích, làm thì như con kẹt thấy mặt mà đòi tiền. Các bạn thấy cuộc sống quê nhà đấy, mình trồng dừa các bạn, mấy cái này là dừa, bên này là dừa dừa ta lùng khoảng chừng 2 năm nó có trái. Mấy cái dừa bên kia vậy nó rất là lùng, nó thấp tại mình lùng mà. Mình nó trồng lùng đó, các bạn thấy không? Mình trồng được mấy chục triệu, mười mấy cây dừa, mình sẽ trồng thêm nữa, mình sẽ san lấp cho nó gọn gàng lại, tăng gia sản xuất, nuôi cá thủy sản, bữa nay mình sẽ chăn nuôi nữa, phối hợp vô để lấy ngắn nuôi dài, lấy dài nuôi dài, cuộc sống mà. Thôi mình tạm dừng lại đây. Xin chào quý bạn chị các bạn trong diễn đàn. Bye 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 bye.